Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh hướng dẫn pha chế của Coffee Tree. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái món đá xay rất là ngon, vừa chua vừa ngọt, đó chính là món chanh xả đá xay. Thì bây giờ hãy theo dõi mình để mình cùng thực hiện lên cái món chanh xả đá xay này nha. Và đầu tiên là mình sẽ cắt xả để mình ngâm xả trước nha. Mình sẽ ngâm trước với lại một ít nước sôi và mình sẽ dầm nó ra. Rồi mình sẽ dầm cái nước xả này cho nó ra xả rồi xong sau đó là mình sẽ ngâm nó nha. Rồi bây giờ là mình sẽ để cái nước xả này sang một bên và mình sẽ ngâm nó trong vòng ít phút. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho là hai muỗng bột chanh nguyên chất. Và tiếp theo là mình sẽ cho là 60ml nước đường. Rồi mình sẽ cho là một miếng chanh mới nãy và nước xả mình đã ngâm thì mình sẽ cho là 70ml. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho đá vào trong cối và mình sẽ xay hỗn hợp này lên nha. Rồi và bây giờ là mình sẽ nhồi và mình sẽ xay cái hỗn hợp này lên. Giờ là mình sẽ đổ cái hỗn hợp này ra ly nha. Rồi và bây giờ là miếng chanh còn lại thì mình sẽ cắt làm đôi ra và mình sẽ để co lên. Thế là mình đã hoàn thành xong một ly chanh xả đá xay. Và chúc các bạn là có thể là thực hiện thành công cái món này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Thì các bạn mà có nhận xét gì hoặc là có cái món gì ngon mà muốn mình làm á, thì cứ comment ở phía dưới. Và các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau.